Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 8 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cùng nhiều vấn đề nóng khác đã được cử tri phản ánh lên lãnh đạo thành phố Huế. Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc quá trình xây dựng và phát triển của Thừa Thiên Huế. Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền bổ sung phương tiện vật chất đầy đủ, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Tin chi tiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh vừa có buổi tiếp đoàn công tác cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg (Luxdep) về việc triển khai các dự án trên địa bàn cũng như đề xuất hợp tác các dự án mới. Ông Mark Lissner, giám đốc chương trình Luxdep cho biết, từ năm 2007 đến nay, Luxdep luôn là đối tác gắn bó lâu năm, song hành cùng tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các chương trình dự án do chính phủ Luxembourg và Quỹ Năng lượng và Khí hậu Luxembourg tài trợ trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, đã triển khai thành công 4 dự án ODA với tổng vốn là 16,96 triệu euro, trong đó có 12 triệu euro do chính phủ Luxembourg tài trợ và 4,96 triệu euro do Quỹ Năng lượng và Khí hậu Luxembourg tài trợ. Hiện chính phủ Luxembourg cũng đang tài trợ và hỗ trợ các dự án cho tỉnh về hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho khả năng chống chịu, thúc đẩy nông nghiệp thông minh với khí hậu và tài chính toàn diện tại tỉnh Thừa Thiên Huế để cải thiện khả năng chống chịu của các nông hộ, đặc biệt là phụ nữ, và dự án thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế. Giám đốc chương trình Luxdep, ông Max Glissner, đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh đã góp phần giúp các dự án triển khai trên địa bàn đạt hiệu quả trong thời gian qua. Mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các ban ngành địa phương, lãnh đạo tỉnh nhằm đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả mục đích các dự án đã đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cảm ơn sự quan tâm của chính phủ Luxembourg cũng như cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg đối với tỉnh trong thời gian qua. Các dự án do Luxdep hỗ trợ đã góp phần cải thiện sinh kế, bảo vệ sinh kế và môi trường thiên nhiên, nâng cao nhận thức của chính quyền và cộng đồng về các vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Luxdep tiếp tục nghiên cứu hợp tác với tỉnh trên một số lĩnh vực như quản lý lâm nghiệp bền vững, thích ứng dựa trên hệ sinh thái tập trung vào phá Tam Giang và các vùng ven biển, thu hút tài chính cho biến đổi khí hậu từ khu vực tư nhân, các chương trình xây dựng năng lực và vận động chính sách, hoàn thiện các khung pháp lý, thể chế, quy hoạch và hạ tầng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành liên quan phối hợp tốt với Luxdep để triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn. Mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn khiến nhiều dự án có nguy cơ chậm tiến độ. Đây là đánh giá trong báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới cần được ưu tiên với các giải pháp hiệu quả hơn để thúc đẩy các nguồn vốn đầu tư, đồng thời sớm ổn định đời sống của người dân ảnh hưởng bởi các dự án. Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Phương Đúc, Thủy Xuân, Vĩnh Ninh vào sáng nay của đồng chí Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, vấn đề giải phóng mặt bằng cùng nhiều vấn đề nóng khác đã được cử tri phản ánh lên lãnh đạo thành phố Huế. Tại buổi làm việc, đại diện Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo đến cử tri các địa phương tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024. Ngoài những thuận lợi, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục như một số đồ án quy hoạch, đề án phát triển kinh tế chưa đảm bảo tiến độ đề ra, công tác giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo yêu cầu của các dự án. Đặc biệt, tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề nóng, nổi cộm được cử tri và công dân quan tâm đã được gửi đến lãnh đạo thành phố. Trong đó tập trung ở các vấn đề liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 16 hồ trên tổng số 105 hồ nằm trong diện thu hồi đất để giải phóng mặt bằng vẫn chưa được phê duyệt quyết định thu hồi đất, cũng như phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Điều này phần nào gây khó khăn và bức xúc cho người dân trong ổn định cuộc sống, đặc biệt trong mùa cao điểm mưa bão. Lúc là có lệnh thu hồi chúng tôi vẫn đi, thì chúng tôi sống ở đâu, an cư mà lạc nghiệp được. Cái phần đất còn lại chúng tôi rất là khó khăn trong công việc giải quyết của cá nhân, của hồ những hồ còn lại, rất là nhiều hồ. Trong mùa mưa bão sắp tới và có lệnh cưỡng chế thì chúng tôi cũng yêu cầu các ban ngành tạo điều kiện tỉnh cho tôi có chỗ an cư trước mùa mưa bão và chúng tôi sẽ giá mặt bằng đúng của dự án. Trường hợp giải phóng mặt bằng thì tôi nằm trong phạm vi là của giải tỏa cái cầu Hoa. Đến bây giờ tôi chỉ cần mong muốn là làm nhanh để cấp phía trên cấp nhanh cho tôi để có lô và tôi sẽ bàn giao sớm cho dự án để là khỏi trở ngại cho trong công việc tổ chức làm cái cầu.
Ngoài các nhóm vấn đề liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, một số vấn đề nóng khác được đông đảo cử tri và người dân quan tâm, đó là thay đổi trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng nhếch nhác, mất vệ sinh đoạn đường đi bộ sau nhà hát sông Hương, hệ thống nước uống miễn phí ven sông Hương bị hỏng chỉ sau vài tháng triển khai. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phan Thiên Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông tin thêm một số vấn đề cử tri người dân quan tâm, trực tiếp làm rõ, giải đáp các thắc mắc thuộc thẩm quyền ngay tại buổi làm việc, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của bà con cử tri để kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét, quyết định, có hướng giải quyết, hỗ trợ ổn thỏa cho người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thực hiện dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương. Đồng chí mong muốn cử tri, nhân dân luôn tin tưởng đồng hành trong việc thực hiện các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững của thành phố, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng Nhân dân huyện Nam Đông khóa 7 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 10 để thông qua điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Theo đó, kỳ họp đã tiến hành điều chỉnh giảm kế hoạch vốn là 13,5 tỷ đồng từ một dự án đã được thực hiện từ nguồn vốn khác và một dự án đang đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm hạ tầng đền liệt sĩ huyện Nam Đông với kinh phí 5 tỷ đồng và nâng cấp mở rộng tuyến đường trung tâm xã Thượng Lộ kinh phí 8,5 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 13,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho một dự án tiếp tục triển khai hoàn thành và bổ sung cho 3 dự án mới, trong đó gồm xây dựng 3 trường, tiểu học Hương Sơn, tiểu học Hương Hòa và tiểu học và trung học cơ sở Nam Phú đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng, sang nền giải phóng mặt bằng, xây dựng làng văn hóa dân tộc Cơ Tu và nâng cấp trục đường chính trung tâm xã Thượng Lộ đến làng văn hóa dân tộc Cơ Tu, đền liệt sĩ huyện Nam Đông và làm đường dân sinh, khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn. Ngoài ra, tại kỳ họp còn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách huyện thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2023 chuyển sang năm 2024 và phương án sử dụng nguồn kinh phí tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2024. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thảo khoa học nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo lần này đã nhận được 25 tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế, bí thư, phó bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các tham luận đã thể hiện phương pháp tiếp cận đa chiều trên quan điểm hệ thống toàn diện có ý nghĩa tư tưởng cao, tổng hợp trên nhiều khía cạnh trong quá trình xây dựng, ban hành và triển khai nghị quyết Đảng ủy. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận đưa ra nhiều ý kiến để tập trung làm rõ các nội dung như sự cần thiết phải nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, xã, phường, thị trấn theo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, làm rõ chất lượng công tác xây dựng nghị quyết của Đảng ủy, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, đặc biệt là các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Sáng nay, Trường Đại học Khoa học Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025, chào đón 1.489 tân sinh viên đã trúng tuyển khóa 48 năm 2024. Trong diễn văn tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học gửi lời chúc mừng đến hơn 1.400 tân sinh viên đã xuất sắc vượt qua kỳ thi và bước vào một môi trường giáo dục mới, năng động, vui tươi nhưng không kém phần thử thách. Đồng thời mong muốn các sinh viên Gen Z sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện cùng với nhà trường xây dựng thành công giấc mơ về một trường đại học của hạnh phúc, đại học của sự nhân bản và đại học nghiên cứu tiên phong. Phát huy thành quả của những năm học trước, trong năm học mới này, Trường Đại học Khoa học Đại học Huế tiếp tục đặt yếu tố chất lượng trong giáo dục đào tạo lên hàng đầu. Bên cạnh đó cũng sẽ tiếp tục tổ chức được những sân chơi trí tuệ, công nghệ, khoa học lớn cho sinh viên mang tầm cỡ quốc gia và triển khai đồng bộ công tác phong trào đoàn thanh niên và hội sinh viên, trong đó tập trung vào yếu tố mới cả trong tư duy tổ chức, quy mô sân chơi lẫn ý nghĩa bề sâu. Nhân dịp khai giảng, nhà trường cũng trao các phần học bổng cho các sinh viên là thủ khoa trường, thủ khoa ngành và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng trong sáng nay, Trường Đại học Phú Xuân tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, đối tác, lãnh đạo và sinh viên các khóa của trường.
Đây được xem là năm học đánh dấu sự phát triển của trường học Phú Xuân sau thời gian thay đổi định hướng. Năm học mới này, trường được nhiều phụ huynh, học sinh tin tưởng lựa chọn theo học với chất lượng đầu vào cao và nhiều tân sinh viên có thành tích học tập rất tốt. Năm nay, trường tuyển sinh được hơn 500 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo trường nhấn mạnh, hiện nay nhà trường đã ký kết hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo của trường học Phú Xuân cũng được xây dựng phát triển theo chuẩn, giúp sinh viên xây dựng đầy đủ nền tảng, thái độ, kỹ năng, kiến thức để sẵn sàng công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Với những sự đổi mới mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhà trường mong muốn mang lại một hình ảnh mới và sẽ tiếp tục nỗ lực, huy động mọi nguồn lực, xây dựng thương hiệu, đổi mới tư duy để cùng với tỉnh xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tại buổi lễ, nhà trường đã trao tặng nhiều học bổng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc như các thủ khoa trường và ngành, cũng như những học bổng giá trị đến từ các doanh nghiệp. Thưa quý vị, quá trình thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thời gian qua được các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng và tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Đích đến toàn tỉnh trở thành thành phố Huế trực thuộc Trung ương trước năm 2025 đã rất gần và sẽ trở thành dấu mốc quan trọng hiện thực hóa khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng phát tán các thông tin xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội. Các đối tượng dùng thủ đoạn cắt ghép, tạo cả video, thiêu dệt thông tin, ảnh hưởng đến tư tưởng quần chúng nhân dân và làm xấu đi hình ảnh văn hóa Huế, con người Huế trên không gian mạng. Vừa qua, trên nền tảng mạng xã hội TikTok xuất hiện tài khoản Hải Dương Sâu Sắc đăng tải các video có nội dung bất mãn với nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những bài viết có luận điệu kích động gây chia rẽ phân biệt vùng miền, hạ thấp kết quả nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện các yêu cầu, tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có nhiều luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây ra điểm nóng dư luận xã hội, gieo rắc sự hoang mang, lo lắng cho người dân và cán bộ, đảng viên. Với tư cách là một đảng viên trẻ thì chúng tôi cho rằng tất cả những cái âm mưu luận điệu xuyên tạc đó là thiếu căn cứ và nó gây cái sự hòa hợp dân tộc và đoàn kết dân tộc, cũng như là gây mất niềm tin của nhân dân đối với chế độ, đối với đất nước. Đó là những cái hành động cực kỳ nguy hiểm mà tôi cho rằng cần phải có cái sự đấu tranh bằng cơ sở khoa học, bằng đường lối chủ trương, trên cơ sở nhận thức đúng đắn của các bạn đảng viên trẻ và cũng như là các tầng lớp nhân dân. Em nghĩ là nếu mà để chọn lọc những cái tiếng đó ra thì chúng ta cứ phải tuyên truyền cho mọi người là nên chọn lọc thông tin và không có phát tán những cái tin không đúng sự thật. Thời gian qua, nhiều đối tượng thù địch, cơ hội chính trị đã lợi dụng môi trường mạng để tung tin giả, tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc để bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ đảng viên và lực lượng vũ trang. Nhưng đối tượng này đã lợi dụng những thời điểm tỉnh đang diễn ra những sự kiện lớn, những lúc khó khăn, dịch bệnh để tung tin giả, tin cắt ghép, truyền thông bẩn nhằm thực hiện ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước, gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cho một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các cái kẻ xấu, các cái đối tượng cơ hội sẽ luôn 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 sử dụng cái mạng Internet để phát tán những cái thông tin xấu độc. Và cái địa bàn Thừa Thiên Huế như các bạn thấy là một địa bàn rất nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thì trong thời gian qua thì cái thông tin xấu độc trên mạng xã hội nó cũng lan truyền với một cái thời lượng rất lớn. Và các cái cơ quan quản lý, các cái địa phương, các cái đơn vị cũng đã hết sức là nâng cao tinh thần cảnh giác và phối hợp đồng bộ để xử lý các cái thông tin xấu độc. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tình hình an toàn, an ninh thông tin mạng cơ bản được kiểm soát. Thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện một số tổ chức cá nhân có hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật, giật tích, câu view, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hạ uy tín của tổ chức cá nhân trên mạng xã hội. Trước thực trạng trên, các sở ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có các hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin xuyên tạc trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến khích người dân trong tỉnh cài đặt ứng dụng Huế, đọc các trang web chính chủ của cơ quan nhà nước, cơ quan đảng để theo dõi thông tin chính thống từ cơ quan nhà nước.
tăng cường tuyên truyền người dân, đặc biệt là giới trẻ, hiểu rõ về chủ trương chính sách của tỉnh. Trong đó, việc tổ chức cả cuộc thi trực tuyến nhằm tăng cường tuyên truyền, tìm hiểu chỉnh luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang được tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng và đã thu hút đông đảo người dân, đảng viên tham gia. Là tập trung là đấu tranh, là phản bác, đấu tranh để triệt phá bỏ những cái mà thông tin, những cái nội dung mà xấu độc lan truyền trên không gian mạng, để đảm bảo cho cái sự ổn định chính trị, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, định hướng cho dư luận, định hướng cho các bạn trẻ, định hướng cho các cái tầng lớp khi tham gia mạng xã hội nắm được, hiểu được, nhận diện được những cái thông tin xấu độc. Từ tỉnh đến cơ sở cũng đã linh hoạt tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân về an ninh mạng, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, cách phòng ngừa, nhận diện cũng như là thông báo cho cơ quan chức năng các thông tin xấu, độc, tin giả, sai sự thật. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đặc biệt là các cái luật định hiện nay, các nghị định, thông tư, hướng dẫn hiện nay liên quan đến cái tham gia trên không gian mạng, đặc biệt là luật an ninh mạng, luật an toàn thông tin, luật công nghệ thông tin, rồi bộ quy tắc ứng xử khi tham gia mạng xã hội. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, mỗi người dân, mỗi đảng viên hay là chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, cần cảnh giác cao độ những thông tin mang tính quy chụp, phiến diện một chiều, đi ngược lại mục tiêu phát triển chung của dân tộc, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ổn định của địa phương, đất nước. Mỗi người dân hãy thực hiện nhất quán chủ trương lấy cả đẹp, dẹp cả xấu, dùng tích cực để đẩy lùi tiêu cực, lấy xây để chống, phủ xanh những thông tin tốt đẹp, lan tỏa những việc làm ý nghĩa, năng lượng tích cực mỗi ngày trên không gian mạng. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 37 về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Chỉ thị nêu, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi và tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để chủ động tích cực chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết, đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học và tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh năm 2025, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ ngành, địa phương, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, toàn diện tổ chức kỳ thi theo hướng giảm áp lực, giảm chi phí, ít tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo có tính ổn định trong nhiều năm để các nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động trong hoạt động ôn tập, dạy và học, tổ chức xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, bảo mật, an toàn, có độ phân hóa, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh. Theo báo cáo của Cục Đường Cao tốc Việt Nam, trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có tổng số 21 trạm dừng nghỉ chưa được đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 từ 2017 đến 2020 có 10 trạm dừng nghỉ và giai đoạn 2 từ 2021 đến 2025 có 11 trạm. Sau thời gian triển khai tích cực, Cục Đường Cao tốc Việt Nam đã lựa chọn được nhà đầu tư 8 trạm dừng nghỉ giai đoạn 1. Đối với 13 trạm dừng nghỉ còn lại, do cả yếu tố khách quan nên trong quá trình tổ chức phải thực hiện gia hạn hồ sơ mời thầu để cập nhật vốn đầu tư dự án theo suất vốn đầu tư mới được Bộ Xây dựng ban hành. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2024, chưa có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Như vậy, đối với các hồ sơ mời thầu đang phát hành, phải thực hiện hủy thông báo mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu mới. Ngay khi phát sinh các tình huống khách quan, Cục Đường Cao tốc Việt Nam và các ban quản lý dự án đã nghiên cứu các quy định và chủ động thực hiện để rút ngắn nhất có thể. Dự tính sớm nhất khoảng đầu năm 2025 sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư. Thưa quý vị, sau khoảng một tháng triển khai ghép tủy đồng loại và điều trị, chiều ngày 7 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức xuất viện cho 2 ca ghép tủy đồng loại đầu tiên trên bệnh lý tăng máu bẩm sinh. Đây là một kỹ thuật cao, lần đầu tiên được Bệnh viện Trung ương Huế triển khai tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và là đơn vị thứ 2 của Việt Nam thực hiện kỹ thuật này. Trường hợp bệnh nhi được tiến hành ghép đầu tiên là cháu Trần Việt Thiện, 42 tháng tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng. Cháu phát hiện bị tăng máu bẩm sinh từ năm 2 tuổi. Hàng tháng, bệnh nhi này phải vào Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng để truyền máu. Trường hợp thứ hai là cháu Phạm Lê Hoàng Vương, 8 tuổi, cùng đến từ thành phố Đà Nẵng. Cháu được chẩn đoán tăng máu bẩm sinh từ lúc 17 tháng tuổi và phải đến Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng truyền máu hàng tháng từ năm 2018.
Hai bệnh nhi này đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện kỹ thuật mới này. Sau khi kiểm tra HLA, hai cháu phù hợp hoàn toàn với chị gái của mình. Vì vậy, sau những ngày vào hóa chất diệt tủy, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện dựa sự hướng dẫn của giáo sư Lauren Faulkner đến từ Tổ chức Quốc tế Hỗ trợ Ghép Tủy Phi Lợi Nhuận của Đức đã tiến hành thu thập tế bào gốc tủy xương từ chị gái của hai cháu và truyền trực tiếp vào cho các bệnh nhi. Sau quá trình ghép tủy, chăm sóc và điều trị, đến nay tình hình sức khỏe của hai cháu đã hồi phục tốt, chính thức được xuất viện và tái khám định kỳ tại bệnh viện. Thành công ghép tủy đồng loài trên các bệnh tăng máu bẩm sinh không chỉ là niềm hy vọng cho các cháu bị bệnh tăng máu bẩm sinh mà còn đem lại nhiều hy vọng cho các cháu mắc những căn bệnh khác cần tiến hành ghép tủy đồng loài như suy tủy, suy giảm miễn dịch bẩm sinh, ung thư tái phát mà Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiến hành triển khai trong thời gian sắp tới. Đài khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, sau nhiều ngày mưa liên tiếp, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc cả huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thành phố Huế đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Các chuyên gia cảnh báo đây là trạng thái nguy hiểm, dễ gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất, gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy cả công trình dân sinh, kinh tế, cả công trình đang thi công ven sông suối, gây thiệt hại cho cả hoạt động kinh tế xã hội. Người dân cần hết sức đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, cả khu vực có độ dốc lớn trong những ngày mưa lớn như thế này. Huyện Quảng Điền là vùng hạ lưu nên về mùa mưa bão thường bị ngập lụt, lốc xoáy, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân địa phương. Để chủ động phòng chống thiên tai, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo các ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, xây dựng các kế hoạch, bổ sung phương tiện, vật chất đầy đủ, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đến các ban ngành đoàn thể, các thôn chặt chẽ, chú đáo, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang bị cano, đò máy, máy nổ, các loại áo phao, phao tròn, dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, xăng dầu để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Ban Nhân sự xã cũng đã tham mưu đối với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban cũng như Ban Chỉ huy một số cái vị trí sung yếu mà thường xuyên bị ảnh hưởng do bão lũ, cụ thể là đối với địa bàn xóm đảo thôn Thủ Lệ 3, xóm Chứa thôn Thủ Lệ 2 và khu vực ven sông Diên Hồng thôn Thủ Lệ 23. Đây là những địa bàn trọng yếu thường xuyên xảy ra bão lũ nên đối với Ban Nhân dân xã đã tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy ban và Ban Nhân dân huyện có kế hoạch xây dựng chi tiết và có phương án sẽ về trực tiếp cơ động đến các vị đang địa bàn này để xử lý các cái tình khi có tình huống xảy ra. Không riêng ở Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tất cả 10 ban chỉ huy quân sự xã thị trấn của toàn huyện Quảng Điền đều chủ động xây dựng các phương án kế hoạch, kịp thời bổ sung phương tiện vật chất đầy đủ. Trong năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền đã trích kinh phí mua sắm thêm 2 chiếc thuyền, hơn 100 áo phao, 300 phao tròn và đã làm hơn 500 rò đá loài lớn, sẵn sàng phòng chống thiên tai, lụt bão. Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức làm tổ công tác chuẩn bị, đặc biệt là hệ thống phương án kế hoạch, đồng thời đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí là 3 chiếc cano, dự trữ đầy đủ xăng dầu, áo phao, vật tư, đặc biệt là các rò đá, sẵn sàng để cơ động ứng phó, giúp đỡ bà con nhân dân. Bên cạnh làm tổ công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã lãnh đạo chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn chỉ đạo từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở thường xuyên tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, duy trì nghiêm các chế độ trực ở các cấp, tuyệt đối không để bị động bất ngờ với các tình huống. Xác định cái nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của người lính trong thời bình. Vì vậy, chúng tôi đã tổ chức rà soát các phương án lên các kịch bản để sẵn sàng sơ tán, di dời dân dân, đặc biệt các khu vực có nguy cơ ngập sâu, các khu vực sạt lở, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp các phòng ban để thông tin tuyên truyền, cảnh báo đến mọi người dân,
không được chủ quan lơ là. Chủ động công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão là nhiệm vụ rất quan trọng. Với sự chuẩn bị chú đáo, chặt chẽ, đầy đủ, cùng với tinh thần tất cả vì nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Quảng Điền luôn sẵn sàng huy động cao nhất cán bộ, chiến sĩ và phương tiện, cơ sở vật chất để ứng cứu kịp thời với các tình huống, góp phần cùng với các lực lượng của địa phương hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân khi mùa mưa bão đến. Tiếp tục với phần tin quốc tế, nhân tròn một năm ngày bùng phát xung đột tại dải Gaza 7 tháng 10 năm 2023, 7 tháng 10 năm 2024, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và một số tổ chức nhân đạo quốc tế kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tăng cường các nỗ lực nhân đạo trong khu vực. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc nhận mạnh, xung đột gây ra những tác động tàn khốc, khiến hơn 41.600 người Palestine thiệt mạng và gần như toàn bộ dân số tại Gaza phải di dời. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cùng kêu gọi hành động khẩn cấp, hối thúc chấm dứt các hành động thù địch và trả tự do cho tất cả các con tin. Cùng ngày, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lo ngại về những tổn thất nặng nề đối với dân thường Palestine trong chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Gaza. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cùng cảnh báo Trung Đông đang đứng trên bờ vực của cuộc xung đột toàn diện. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định an ninh của Israel không thể được đảm bảo chỉ bằng sức mạnh quân sự và sẽ cần một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này. Sau một năm bùng phát xung đột Hamas-Israel, căng thẳng không dừng bớt mà còn đang lan rộng tại Trung Đông. Trong 24 giờ qua, Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban đã gia tăng tần suất và cường độ tấn công lẫn nhau. Israel đã không kích hơn 120 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban chỉ trong vòng 1 giờ, trong khi Hezbollah cũng phóng gần 200 tên lửa vào lãnh thổ Israel. Israel cho biết đã có tổng cộng 190 tên lửa của Hezbollah đã bắn vào lãnh thổ Israel trong ngày 7 tháng 10 và làm ít nhất 12 người bị thương. Còn theo Hezbollah, lực lượng này đã nhắm vào một căn cứ tình báo quân đội của Israel đặt gần Tel Aviv. Vụ tấn công quy mô lớn này đã khiến còi báo động vang lên trên khắp miền bắc Israel. Cùng ngày, quân đội Israel cũng không kích các mục tiêu tại mặt trận phía nam của Hezbollah nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy, kiểm soát và bắn phá của Hezbollah, đồng thời hỗ trợ các lực lượng trên bộ của nước này. Truyền thông nhà nước Liban xác nhận có hai cuộc không kích nhắm vào khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, trong khi hầu hết tấn công vào vùng duyên hải miền nam. Song song với các cuộc không kích, Israel cũng tiếp tục triển khai các hoạt động tấn công trên bộ ở miền nam Liban. Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá các chiến dịch trên bộ của Israel đang ở quy mô hạn chế. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang vẫn khiến nhiều nước quan ngại. Jordan trong ngày hôm qua đã đưa 44 công dân từ Liban về nước, đồng thời kêu gọi ngừng bắn và hỗ trợ người dân. Hôm qua, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc công bố dữ liệu cho thấy, tính đến cuối tháng 9, dự trữ ngoại hối của nước này là hơn 3.300 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,86% so với tháng trước. Đây cũng là mức tăng dự trữ ngoại hối cao nhất của Trung Quốc trong vòng gần một thập kỷ qua. Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng liên tục trong 7 tháng gần đây là do nhiều yếu tố từ tình hình kinh tế thế giới cũng như sự phát triển của kinh tế nước này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên chính sách lãi suất, dẫn đến chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nước phát triển lớn khác được thu hẹp, khiến chỉ số đô la Mỹ suy yếu và giá tài sản toàn cầu tăng cao. Cùng với đó là sự phát triển ổn định của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Trong tháng trước, tình hình xuất khẩu của Trung Quốc ổn định, các hình thức ngoại thương mới như thương mại điện tử xuyên biên giới tăng trưởng tốt. Ngoài ra, các gói chính sách kích thích về tiền tệ, bất động sản và thị trường vốn đã thúc đẩy đáng kể niềm tin của thị trường và khiến các nhà đầu tư quốc tế đẩy nhanh đầu tư tại Trung Quốc, qua đó giúp ổn định quy mô dự trữ ngoại hối. Ủy ban châu Âu EC đã ký kết thỏa thuận tài trợ trị giá 20 triệu euro với công ty dược phẩm sinh học Pháp Pharmentech nhằm phát triển và triển khai các loại thuốc phổ rộng chống lại các tác nhân gây bệnh sinh học. Đây được xem là bước đi quan trọng của Liên minh châu Âu EU nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa sinh học đối với sức khỏe cộng đồng. Thông qua cơ quan chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp y tế HERA và Ngân hàng Đầu tư châu Âu, khoản đầu tư trên sẽ giúp Pharmentech phát triển và nhanh chóng sản xuất các liệu pháp miễn dịch mới, tăng cường hiệu quả ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng. Thỏa thuận này đánh dấu bước đầu tiên của HERA Invest, một sáng kiến nhằm đầu tư vào các công ty châu Âu khác để thúc đẩy đổi mới trong việc ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe ưu tiên, bao gồm các tác nhân gây bệnh có khả năng gây đại dịch. Với tổng vốn đầu tư 100 triệu euro, HERA Invest đóng vai trò bổ sung quan trọng cho chương trình Invest EU, hướng tới mục tiêu bảo vệ người dân khỏi các mối đe dọa đối với sức khỏe.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.